xuống nhiều hơn nữa, đừng có để đè quá nha. Mọi người sẽ lấy cây cọ sạch nha và nhúng một xí nước. Mọi người lo ăn cái phần giữa của phần mây nha. Sau viết này mình sẽ có một viết tỉa mai cho mọi người coi nha. Thế thì bây giờ mình đi pha màu đen nè và tỉa những ngôi nhà phía dưới. Mình cùng coi viết tiếp nha. Bài thì bài cho mọi người vẽ mình đã cắt ra rồi. Và bây giờ sẽ lấy máy sấy, mình sấy ra, mình sấy nè, sao cho nó khô để mình để lúc mà mình để tay lên mình không bị dính màu ấy. Và bây giờ mình đang pha màu cho cục điện nha, sẽ lấy cọ tỉa. Vì thấy màu đen nó quá là đậm ấy, cục điện ở phía xa là mình phải làm màu nhà một xíu nên bạn sẽ lấy màu trắng, pha xíu màu đen ra cho nó thiệt là nhạt ra. Cục điện phía sau nó phải nhạt nhạt chứ không có tối quá. Tối quá là nó sẽ bị trùng hết với mấy ngôi nhà, sao không có được đẹp ấy. Ok, thì vẽ cầu điện cũng khá là đơn giản thôi. Người vẽ thân cái chai sẽ khá là to, thân phía dưới thì khá là to. Và thân cái chai sẽ nhỏ dần cho nó đẹp nha. Chứ đều quá cũng không được đẹp cho lắm. Ok, mọi người cùng coi mình vẽ tiếp nha. Tự nhiên cái dịch là trong lòng anh tự nhiên hết rồi.